Nói thật không, các mày đâu Ad có biết đâu. 135. Lên full 150 tại tiệm sửa xe Khánh. Đang lắp ráp này nè. Rồi đó đủ. 50 bộ đồng mới luôn nha em ha. Cái thời đó là không đồng có lực, đúng không? Nên đầu lòng mới luôn nè. Tao cá nhân mày là tao đẩy mày được rồi. Đúng là kêu lần rực rừng á. Anh em nào chạy Shooter 135 máy yếu hao xăng ha. Cứ qua tiệm xe Khánh nè. Có nhận là máy làm nồi cho anh em, bao mảnh bóc tiết kiệm xăng. Nhận lên full 135, 150, 175, 200, 150 nha anh em. Đáp nguyên lòng mới nha em. Nguyên là lòng mới của Thái Lan luôn nha em. Bền bóc gấp 3 lần lòng thường nha em ha. Anh em chạy xong rồi, đô đai xong rồi chạy thôi ha. Bền mạnh nha em. Tua phượt vô tư nha ha. Xe này lên full 150. Tua được phượt vô tư. Chạy rất là nhẹ xe anh em ha. Anh em qua tiệm xe Khánh ha, địa chỉ 462 xẹt 15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10 nha anh em. Thời gian làm khoảng 2 tiếng anh em ha. Giờ ráp đầu lòng với nồi nữa xong rồi. Chào tất cả anh em.